Các bạn thân mến, hôm nay là Relay for Life, một ngày lễ hội làm từ thiện cho Hội Ung thư Úc Châu. Chúc may mắn nha. Ok, bây giờ Diamond sẽ cùng các bạn chúng ta đi tham gia làm từ thiện nha. Ok, have fun. Các bạn thân mến, mỗi năm tại Úc Châu đều có một ngày lễ hội là Relay for Life Cancer Council. Nhân dịp này chúng ta sẽ cùng nhau đi làm phước nha. Đó là niềm vinh hạnh của đài mình. Mỗi năm chỉ chờ đợi có cái ngày này thôi à. Hôm nay thì cái weather nó hơi bị ướt át một chút. Nhưng mà cũng không sao, mát mẻ. Người vẫn rất là đông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cái chòi của mình. Đó là gia đình Phật tử Thiền viện Minh Quang. Năm nay hàng năm đều đến tham gia lễ hội từ thiện hết. Bây giờ anh chị em của mình đâu rồi? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm nha. Rất là đông vui nha quý vị. Mọi người đều mặc áo màu tím, rất là đẹp. Đây là Relay for Life. Gian hàng của anh chị em gia đình Phật tử của mình đâu rồi? Chúng ta đang tìm kiếm đây. Finding the Memo. Where are you? Hình như là ở đây thì phải. Hey. I tried to look for you. Hi em. Đây là chuẩn bị món gì đây? Wow, chả giò nóng hổi, vừa ăn vừa thổi. Món gì đây? So good. Các bạn thân mến, đây là gian hàng của anh chị em gia đình Phật tử Thiền viện Minh Quang. Hi. Đây là nước mắm nha. Nước mắm để ăn những cái món ăn đặc biệt cho lễ hội Cancer Council. Yep. Chả giò. Wow. Hello. Wow. So nice. Single. Ơi. Coming. Ready. Mỗi năm đợi có một ngày này thôi à. Wow, chả giò. Chả giò ngon lắm nha mọi quý vị. Bây giờ mình sẽ thử trước một ống chả giò nha. Nice. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng lễ hội từ thiện nha. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Rất là đông vui nha, nhộn nhịp lắm, tưng bừng luôn. Chúng ta sẽ đi từng gian hàng đến từng gian hàng nhé. Vui quá. You film me and I film you. We all participate in the great event Relay for Life Cancer Council 2017. Wonderful. Đây là gian hàng hấp dẫn nhất. Mua áo, mua quần.
Nhầm nhầm. Why not? Cheese. Mm. Interesting. Này nhắm mì à? Nhắm mì. Wow. Wow. So far, so good. Yes.